Chào mừng các bạn đến với kênh Điện Nước 824. Thưa các bạn, đây là cái đèn cảm ứng, đèn cảm ứng chuyển động nha các bạn. Hiện nay thì người ta xài cái loại này rất là nhiều, tại vì cái này nó tự động thì nó có thể tiết kiệm điện khi mà mình lắp ở một cái vị trí nào đó thích hợp, thì khi mà có người xuất hiện thì cái đèn nó sẽ tự động nó sáng lên, rồi một khoảng thời gian sau khi mà người ta rời khỏi chỗ đó thì nó sẽ tự ngắt điện ha. Hay như vậy thì nó sẽ làm cho tiết kiệm điện, mình không cần phải thao tác tắt mở và mình không có bị quên cái chuyện là tắt mở. Thì cái này nó thích hợp gắn ở những cái cầu thang hoặc là ở những cái hành lang trong căn nhà của bạn, hoặc là ở một cái phòng nào đó. Thì nó thích hợp nhất là chỗ cầu thang với lại cái đèn. Còn khi mà mình lắp ở trong phòng tắm đó các bạn, hoặc là trong một cái phòng thì nó không có được tiện lắm, là do khi mà nó là do cảm biến chuyển động, do đó thì khi mà nó không có thấy sự chuyển động đó, thì nó tự động ngắt cái đèn đi. Do đó thì khi mà mình thử lắp ở trong nhà vệ sinh đó các bạn, thì nó sẽ bị là tắt giữa chừng, tắt đèn giữa chừng, trong khi cái người sử dụng thì người ta vẫn còn chưa có xong thì cái đèn nó đã tắt. Thì để khắc phục cái trường hợp này đó các bạn, thì mình sẽ có một cái cách là mình sẽ chỉ các bạn là lắp một cái công tắc hành trình cho nó, thì nó sẽ khắc phục được cái vấn đề đó. Thì các bạn mở ra thì mình thấy là cái phía sau cầu cái đuôi đèn nó có hai cái chân ha, cái chân bên phải là dây nguội ha, còn cái chân bên trái là dây nóng. Còn cái liền cấp vô thì cái sợi dây màu đỏ là dây nóng ha, còn cái sợi dây màu đen đó là dây nguội. Bây giờ là ở cái chân mà bên trái đó các bạn, cái chân của cái đuôi đèn bên trái đó, mình nối thêm một cái sợi dây vô song song với nó ha. Đây là cái công tắc hành trình nha các bạn. Thì công tắc hành trình này mình lấy hai dây mà công tắc thường nè, tức là khi mà nhấn vô thì là nó mở. Đây một dây của cái công tắc hành trình này mình sẽ cho nó vô cái chỗ chung với cái là dây nóng của nguồn.
Còn một sợi dây của công tắc hành trình đó thì mình sẽ cho nó vào cái chân bên là trái của cây đuôi đèn. À, bây giờ mình sẽ gắn điện thử nha các bạn. À, tức là khi mà mình cấp nguồn cho nó đó thì cái nó nhận được cái cảm biến chuyển động thì cái đèn nó tự động nó sáng lên ha. Nhưng mà sau khoảng chừng 10 giây hay là 20 giây gì đó thì nó sẽ tắt. À, nó sẽ tắt giống như vậy. Tắt thì ở cái công tắc hành trình này đó các bạn. Mình sẽ nối dài cái dây mình lắp vào cái cửa đó. Cái cửa phòng tắm khi mà người dọn người sử dụng đó người ta vào phòng tắm và đóng cửa lại thì khép cửa lại đó thì cái cánh cửa nó chạm vào cái công tắc hành trình này thì nó làm cho cái đèn này nó sẽ mở, làm cho cái đèn này nó mở suốt trong suốt quá trình mình sử dụng luôn ha. Thì lúc đó cái cảm biến thì tạm thời là không có tác dụng, nó chỉ nhờ cái công tắc hành trình này để mở cái đèn trong suốt thời gian sử dụng. Đến khi mà người sử dụng xong người ta mở cửa ra đó thì cái công tắc hành trình nó nhả ra, thì lúc đó cái cảm biến này nó sẽ sau 20 giây nó sẽ làm tắt cái đèn. Thì như vậy thì cái hiệu suất của nó là nó hợp với lại cái người sử dụng hơn. Thì bây giờ mình sẽ quay cái cảnh chỗ cái cách lắp cái công tắc hành trình ở chỗ trong phòng tắm cho các bạn. Đây thưa các bạn, đây là cái công tắc hành trình ha. Mình gắn ở cái mép cửa nha. Khi mà mình đóng cửa lại đó thì cái miếng nhựa này nó sẽ ấn vào cái đậy vào cái công tắc hành trình này, nó làm cho là đóng cái công tắc hành trình ha. Nó hỗ trợ cho cái đèn cảm biến. Rồi khi mà mình sử dụng xong đó mình mở cửa ra thì nó nhả ra cái công tắc hành trình ra ha. Thì như vậy thì cái cảm biến là hoạt động lại y như cũ. À, có nghĩa là nó sẽ tắt sau 20 giây, tắt cái đèn sau 20 giây.